Bếp từ Kitin, an toàn, tiết kiệm. Được sản xuất trên dây chuyền và công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, bếp từ Kitin là giải pháp tiết kiệm tuyệt vời. Chỉ với 1.500 đồng có thể nấu ăn một bữa cho gia đình 4 người. Sản phẩm được bảo hành đổi mới lên tới 2 năm, kho vật tư thay thế lên tới 10 năm. Kitin tự hào là nhà tài trợ chính cho công tác xúc tiến xuất khẩu và hội nhập Việt Nam châu Âu cùng Tổng cục Hải quan EVFTA. Bếp từ Kitin, người Nhật tin dùng. Truy cập ngay website kitin.vn hoặc liên hệ hotline 1900 633 550 để đặt mua hoặc tư vấn chi tiết về sản phẩm. Viettel hợp tác Vinsmart bán smartphone 4G giá từ 600.000 đồng. Ngày 12 tháng 11, Viettel cho biết sẽ hợp tác với Vinsmart để bán smartphone 4G Vinsmart Beeline theo hình thức trợ giá chỉ còn 600.000 đồng thay vì 1.490.000 đồng. Sự hợp tác giữa hai công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam diễn ra theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy sử dụng thiết bị đầu cuối thông minh 4G, 5G, tiến đến mục tiêu phổ cập điện thoại di động thông minh vào năm 2025, giúp mọi người dân Việt Nam đều được tiếp cận các tiện ích số. Theo đó, điện thoại Vinsmart Beeline được phân phối theo hình thức trợ giá chỉ còn 600.000 đồng qua hệ thống cửa hàng trực tiếp và lực lượng tư vấn viên Viettel tại nhà trên toàn quốc. Bên cạnh ưu đãi về giá, tất cả các khách hàng mua máy còn được Viettel Telecom tặng kèm gói cước dữ liệu miễn phí 15GB trong vòng 3 tháng. Mẫu điện thoại Vinsmart Beeline là kết quả hợp tác giữa tổng công ty viễn thông Viettel và công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart nhằm mục tiêu phổ cập 100% smartphone và để mọi người dân đều có tiếp cận được các tiện ích số tại thị trường Việt Nam. Từ tuổi trẻ.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964 002 593.